Rồi, nguyên phòng luôn hả? Mời đại diện. Hôm nay nghĩ làm đi. Dạ, mời chị nào đại diện à? Chào anh Hiền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Em là đồng nghiệp chung với Lan Anh. Vậy hôm nay công ty đóng cửa hả chị? Không, xin sếp nghỉ. Nguyên phòng nghỉ luôn. Trời, sếp chịu chơi dữ. Theo em nhận xét á, thấy em bên này được hợp với Lan Anh. Dạ, nhưng mà chị nói trước, Lan Anh nó rất là tình cảm. Em cũng phải về chừng, nếu mà em làm tổn thương là em cũng mệt với đám này. Em tên Trần Ngọc Phi Vũ, hiện tại em 33 tuổi, sống ở Hồ Chí Minh. Hiện tại công tác ở công ty cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến. Em làm chuyên môn làm gì? Là nhân viên hành chính bán hàng anh. À. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào tất cả mọi người. Em xin giới thiệu, em tên là Lan Anh, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ, em làm kế toán. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, em thích nấu ăn, gọn gàng, sạch sẽ, biết quan tâm đến gia đình. Còn điểm yếu của em là nhiều khi siêng năng quá, gọn gàng quá nên thành ra gọi là khó tính á chị, kỹ tính. Giọng nói của em mà nói to quá thì mọi người gọi là chua. Chua hả? Dạ. Đâu có to đâu, đâu có chua đâu. Cái này em đang nói vừa anh. Rồi, bạn nam thì sao? Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là một người vui vẻ, thẳng thắn, rất là nhiệt tình, sống có trách nhiệm với gia đình và công việc của mình. Về nhược điểm thì em ngủ hơi có tiếng chút xíu, không biết nấu ăn. Ngủ sao em? Ngủ sao? Dạ ngủ có tiếng. Ngáy đó. Ngáy đó hả? Ngáy mà. Dạ. Ngủ 33 tuổi rồi. Dạ. Nhiệt tình công việc như vậy, có nghề nghiệp ổn định rồi. Dạ. Nhưng tại sao lại chưa tìm cho mình được một cái bóng hồng bên cạnh? Em nghĩ là em ít nói. Anh thấy Vũ đâu ít nói đâu. Đẹp trai mà, đúng không? Người này rất là năng động, không ít nói đâu. Dạ, trong công việc thì em nói nhiều lắm. Nhưng mà giống như ở ngoài thì em ít nói. Rồi, vậy mình muốn tìm mẫu người bạn trai mình như thế nào? Dạ, cái mẫu người bạn trai về ngoại hình á thì người đó cao 1m65 tới 1m7. Có luôn. Không có hói. Có không? Ngoại hình á thì tương tất gọn gàng, tóc tai cũng gọn gàng chị. Bên còn đây về, quá gọn. Còn về tính cách á thì biết quan tâm tới gia đình, không có gia trưởng, không có quản lý quá chị. Đừng có quá vô tâm. Bên đó có gia trưởng không? Dạ em không có gia trưởng chị. Mà... có vô tâm không? Dạ em có tâm lắm. Có tâm. Dạ. Còn cái vụ hói thì sao, lúc đó nghe im im vậy? Người ta yêu em nè, người ta chăm sóc em nè, người ta đẹp trai nè. Dạ. Ta có cơ sở làm ăn, có nhà cửa đàng hoàng, ta có tâm nè. Nhưng ta bị hói nhiều rồi sao? Nếu giống như những cái anh nói là giống như biết quan tâm tới gia đình, biết thương vợ, lo cho gia đình thì không sao anh. Vậy bạn trai thích người bạn gái như thế nào nè? Về ngoại hình trước đi. Ngoại hình là cao từ 1m5 đến 1m6, tóc dài chút. Ngắn cũng được. Nhưng mà trời, không nói câu đó xong mà cũng thầm thêm câu kia nữa. Vừa người. Không mọc không ốm hả? Dạ. Có điểm gì em không thích ở người bạn gái của mình không? Dạ em không thích bạn gái là lười biếng à. Gái không ai làm biếng rồi em ơi. Bên đây ta kỹ em, tính em lắm, siêng năng lắm. Gì nữa không em? Chắc em đủ như đó. Đủ rồi đó. Dạ. Anh chưa nghĩ ra. Nhiều đó được rồi ha. Dạ. Anh hù ta không hối đâu, hối là bên đây ta hết hồn hết vía. Mình có phải làm dâu không? Dạ muốn làm dâu cũng được chị. Nhưng mà nếu mà muốn sống riêng thì mình thuê nhà thôi. Mình có cái tật xấu nào ngoài cái ngáy nãy giờ mình chưa nói không ha? Mà nhát quá chị. Nhát gái hay là chết nhát hay là... Chắc cũng hơi nhát gái đó chị. Có nhát trai không? Dạ không, nhát trai em không nhát. Kiểu như em đi làm là bạn gái em xin đi chơi với bạn bè người ta mà em không có đi chung thì em có cho người ta đi không? Dạ được chị. Đi chơi với bạn trai được không? Dạ không chị. Còn không, bạn trai trong nhóm, bạn trai là bạn khác giới thôi chứ không phải bạn trai là bồ bịch. Được không? Dạ được. Nhớ nghe. Nói vậy á. Xung đây ta dễ thương. Đàn trai hơi bị ngon à. Sao chị? Em... Được. Để anh Hoàng hỏi trai, bên kia coi thế nào hợp với em không nha. Dạ. Ủa, trời em gái. Dạ. Em sở thích của em là gì? Dạ em thì thích đi xem phim, thích uống trà sữa. Thôi rồi, lớn cái uống trà sữa à. Giống em em. Thích xem phim gì? Dạ phim gì em cũng coi hết, thể loại nào cứ ra rạp em thích thì em đi coi à. Dạ. Có cái tài nào biểu diễn hát cho đàn trai nghe một bài coi. Dạ, em xin hát một đoạn cho một bài Sau Tất Cả. Sao tất cả. Tình yêu cứ thế đông đầy trong em từng ngày. Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Rồi, cảm ơn em. Vậy là đàn trai thấy được lắm rồi đó.
Bên đây cô gái rất là nhẹ nhàng, dễ thương, hát cũng ngọt ngào nhưng hơi nhỏ thôi. Dạ. Mình bạn có nam có gì tặng bạn gái không? Dạ em có cài được. Dạ em xin gửi đến bài hát Điều Anh Biết. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi sao, dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Giờ em biết tính cách em vậy luôn á. Thì yêu anh dù không mấy lời nhưng lòng anh biết. Nữa hả? Nói chung là hai người về đi hát karaoke chung hợp á. Bạn nữ thường thích bạn nam tặng quà gì cho mình không? Dạ tặng cái quà gì nó có ý nghĩa chị, giống như tặng cái gì mà cái món quà đó nó lưu lại kỷ niệm á. Chứ em không thích giống như là vật chất quá, hoặc là hoa thì nó cũng tàn thôi, giống như cái gì nó sẽ lưu lại để mình cất giữ á. Thằng trai ráng suy nghĩ có món quà gì mà nó lưu lại làm kỷ niệm nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ với dì ạ. À có mẹ với dì hả? Được rồi. Rồi xin chào cô. Dạ chào cô. Cô thấy con dâu tương lai thế nào? Dễ thương anh Linh. Dễ thương. Dạ. Dạ cô cho dạy ý kiến nhận xét đi. Theo tôi thấy thì em bên này rất là hợp với Phi Vũ. Dạ. Về tính cách Phi Vũ thì đối với gia đình là một người quá hoàn hảo. Sau này hai đứa có thành thì những khuyết điểm của cháu Vũ đó, cháu cũng bồi vô cho Phi Vũ cho hai đứa được thăng hoa hơn. Con rất hợp với Phi Vũ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với phòng làm việc của em á chị. Rồi, nguyên phòng luôn hả? Mời đại diện. Em hôm nay nghỉ làm đi. Dạ mời chị nào đại diện à. Chào anh Hiền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Em là đồng nghiệp chung với Lan Anh. Vậy hôm nay công ty đóng cửa hả chị? Không, xin sếp nghỉ. Nguyên phòng nghỉ luôn. Trời, sếp chịu chơi dữ. Theo em nhận xét á, thấy em bên này được hợp với Lan Anh. Dạ, nhưng mà chị nói trước, Lan Anh nó rất là tình cảm. Em cũng phải về chừng, nếu mà em làm tổn thương là em cũng mệt với đám này. Trời ơi, chưa gì hâm dạ luôn. Trời. Đố rồi hổng. Phòng này đông người lắm đây Vũ. Vũ ơi nói gì câu với mấy chị đi Vũ. Chắc em cũng chỉ hứa là không có làm Lan Anh buồn thôi được rồi. Đừng làm tổn thương em đó là được rồi. Thôi cảm ơn mấy chị. Nè ngoài hứa không làm cho Lan Anh buồn còn hứa làm cho nguyên phòng vui nữa. Hơi mệt à, phòng đông quá. Rồi bây giờ cho hai bên gặp nhau đi. Kéo màn lên. Rồi mời Vũ. Quà này cũng có ý nghĩa ha, giữ lại làm kỷ niệm. Sao em muốn quà này em thấy sao được không em? Dạ dễ thương, lưu lại làm kỷ niệm được à chị. À vậy là vừa ý đúng không? Dạ. Anh cũng đi lựa rất là lâu nên thấy cái chữ này có ý nghĩa nên anh lựa. Dạ, anh nghĩ là muốn nếu mà mình được giống như cái hai hình trong đó tốt. Dạ. Nếu mà có thành mình chụp hình mình để kế bên cái đó. Mình cảm nhận gì về nhau các bạn? Em thấy anh cũng chững chạc, hiền. Còn anh thì anh cũng cảm thấy em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Kế hoạch hẹn hò em muốn hẹn hò khi nào? Em thì ảnh ngày tối thứ bảy và chủ nhật. Dạ đúng ý anh luôn, anh cũng muốn thứ bảy chủ nhật. Hỏi có nguyên phòng đi không? Anh muốn sinh mấy đứa con? Theo anh thì tùy điều kiện kinh tế thôi, nếu mà kinh tế mình cho phép thì hai đứa là được. Vậy kinh tế của anh khoảng bao nhiêu đứa? Theo anh thì lúc đầu mình cứ một đứa trước đi, nếu mà ổn định rồi thì mình sẽ hai đứa. Dạ. Vợ mình á thì anh có hay quản lý quá không? Không, anh cũng không quản lý nhiều đâu. Anh nói anh không biết nấu ăn nhưng mà anh có thể phụ vợ những cái công việc đó. Có, cái đó bình thường em. Anh làm được hết, việc nhà làm được hết. Dạ. Dạ. Anh biết nấu cơm nữa, có biết chiên trứng nữa. Là nấu mì nữa. Không nhất thiết người đó phải biết nấu nhưng mà giống như là biết phụ, ví dụ vợ ngồi làm thì chồng cũng ngồi làm phụ luôn chứ không phải là giống như vợ chồng ngồi xem tivi hay là lướt điện thoại đồ để vợ ngồi nấu như vậy thì em không có nói anh phụ được không sao? Dạ. Được. Anh thử nói một điều bất ngờ là anh sẽ làm cho cổ coi có hấp dẫn không? Em cũng biết nói gì bất ngờ nữa. Ví dụ như bữa hẹn hò đầu tiên á, hẹn rồi xong cái cô tới anh không tới vậy đó. Trời. Bất ngờ. Bất ngờ quá ha. Thôi bây giờ mình cảm nhận tất cả những gì về người đối diện mình nói hết bằng trái tim của mình nha. Hạnh phúc á thì cũng chỉ đến với người nào biết nắm bắt và trân trọng nó. Thì hôm nay anh và em tới đây thì cũng là một cái duyên số rồi. Thì anh nghĩ thì hai mình hãy cho nhau một cơ hội
để có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nghe chung là mình bấm nút nha. Dạ. Bấm luôn đi, hai người bấm luôn đi. Bấm cái lỗ riêng gì? Tỏ tình thôi còn bấm hay không, quyền của người ta. Rồi, đặt rồi chúng ta để tay nút bấm nha. Hai gương mặt này cũng là gương mặt phu thê đấy. Hy vọng rằng tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến các bạn. Quyền quyết định thuộc về hai bạn. Bấm hay không bấm? Sau 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 3 Mới có 1 là anh bấm rồi. Cầm tay đi nè. 2 anh bấm nữa. Ở đâu bấm ra bấm hoài. Sợ cái nút nó hư rồi sao. Nôn nao quá Vũ hả? Dạ. Cảm nhận cái nắm tay đầu tiên thế nào? Dạ, ấm. Mình hôn cái hôn đầu tiên ngày gặp mặt đi nào Vũ. Cả phòng nè, cả phòng người ta đang yêu cầu. Đẹp, rất đẹp. Đây là chiếc vé xem phim ở cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Khánh Linh, em 23 tuổi. Em là kế toán trong một công ty ở quận 11. Quê mình ở đây luôn hay sao em? Dạ, em ở đây luôn chị. Rồi, mình có điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác. Ai em mà giúp được thì em sẽ giúp hết mình. Dạ, với lại bạn bè hay tìm đến em để tâm sự, cho lời khuyên. Rồi, điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là em cũng hơi khó tính với nóng tính đó chị. Với lại bạn bè em nói là mặt em nhìn hơi dữ, hơi khó chịu. Với lại em cũng hay quên. Mời bạn Nam. Dạ, ưu điểm của em thì ca hát, bơi lội, hòa đồng và hài hước. Dạ, còn khuyết điểm của em thì hơi cọc chút xíu trong công việc. Với lại ngủ nướng ngày cuối tuần. Dạ. Không sao, dạ. Nhưng mà cái cọc đó là phải giảm bớt. Đôi khi mình cọc quá nó mất lòng nhiều người lắm. Dạ, chỉ cọc trong công việc anh. Vậy thôi ưu hả? Ưu điểm ca hát, hát bài cho nó sung lên nào. Dạ, tới đây. Đứng lên biểu diễn giới thiệu luôn. Nào, đúng rồi. Dạ, em xin hát bài Yêu Chị Hai Lúa của nhạc sĩ Chất Thanh. Rồi. Chẳng qua là duyên số anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô người xe, chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em gái dầu nắng mưa. Biết bao người con gái đem tình yêu gửi tặng cho anh. Dẫu anh không đẹp trai, biết bao con nàng khen anh có tài. Dạ, em xin hết à. Nè, chuẩn bị một bài đi nha. Chút xíu vừa mở màn lên, em biểu diễn ngay trước mặt cô ấy để mình gây ấn tượng. Dạ. Okay. Cảm nhận về cái giọng nói, giọng hát của bạn Nam như thế nào? Dạ, nghe châm chớp với chị. Cho em hỏi là anh biết bơi ha anh? À, biết bơi em. Dạ, anh biết bơi mấy kiểu anh? À, thập cẩm kiểu em. Thập cẩm kiểu. Ủa, em hỏi kiểu gì vậy em? Dạ, tại em cũng biết bơi nên anh. Em bơi 4 kiểu. Là coi như cũng thập cẩm luôn rồi đó đúng không? Dạ. Dự hai người này chắc rủ nhau đi bơi đua đi. Được đấy. Em gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, về ngoại hình thì 1m65 trở lên. Chung là càng cao càng tốt. Tại vì em cũng không được cao nữa nên em muốn cải thiện. Đừng có hói. Sao không ai thích hói là sao vậy ta? Có không? Dạ không em chưa. Dạ. Với lại nhìn chững chạc, điềm đạm, không có nho nho nhoi anh. Hồi nãy tôi nghe giọng hát là tôi nghi nhoi lắm rồi đó. Thôi, ta mới vui chứ đúng không? À, lên chương trình này chứ là phải vui chị. Đúng rồi. Chứ hoàng điềm đạm đó chị. Được không em? Dạ cũng được. Em không thích gia trưởng, không thích hút thuốc. Với lại cũng đừng có nhậu nhẹt nhiều quá. Bạn trai bệnh có hút thuốc nhậu nhẹt không em? Dạ thuốc thì em không hút chị ơi. Em nhậu thì uống 1-2 chai em xỉn. Thôi vậy được. Rồi gì nữa không? Em có mẫu người lý tưởng của mình không? Dạ giống anh Quyền Linh. Trời ơi. Nhưng mà nãy giờ em tưởng tượng ra. Em tưởng tượng ra cái anh bên bển như thế nào? Em nghĩ chắc cũng từ từ anh Quyền Linh. Thấy không? Vậy mẫu người bạn nữ của bạn trai là như thế nào? Bạn gái thì cao 1m50, hòa đồng, hiền, biết lễ phép, biết nấu ăn. Và em thì thích phụ nấu ăn. À dạ. Em biết nấu ăn không? Em biết nấu mấy món đơn giản thôi chị. Thôi đơn giản, ăn cơm hai chồng được rồi. Dạ. Có điều gì không thích với phụ nữ không? Dạ em không thích phụ nữ là nhiều chuyện, với lại nhiều tay chân sạch sẽ xíu. Anh kiểm tra coi tay chân sạch sẽ không nha. Dù này mới nè. Phụ nữ nào mà không sạch sẽ trời. Ôi trời em. Dạ. Xòe tay anh coi đi em. Số 1 luôn. Ừ. Bàn tay búp măng đẹp ha. Sạch sẽ lắm em ơi.
Em, sao em thích nhoi? Nhoi thì nhiều khi hai người nhoi thôi chứ đừng có ra ngoài đường mà nhoi nhoi người ta nhìn vô kỳ lắm. Nó vui mà. Dạ thì mà vui khác mà còn nhoi nhoi kiểu quậy quậy khác nữa. Lý do sao em không thích hói? Nhìn cũng không được đẹp cho lắm anh. Anh có hói không? Dạ không, em thấy anh không hói. Đi là được. Đi là được. Nếu mà hợp nhau thì khoảng bao lâu em đồng ý cưới? Dạ từ 1 tới 2 năm. 1 đến 2 năm. Rồi. Được không em trai? Dạ dạ được anh. Được. Rồi, để tôi qua tôi coi coi ông có nhoi không nha. Mà sao tôi nghi ông bên đây lùn quá ta ơi. Sao lùn được? Ai thích bận bạn gái có 1.5 m à. Đang... Chào chị. Chào em. Trai chuẩn men à. Nào đứng đứng lên chị coi thử coi. Em cao mét mấy? Dạ em cao, em đo 2-3 lần nữa rồi. Cuối cùng em cao được 1.67 m. 1.67 m hả? Dạ. Rồi ngồi xuống đều giảm cân chút nha. Dạ dạ. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dễ thương xuống là được. Thì có giống ai gì không? Có cái chuẩn người cao thấp mập ốm dạ gì không? Dạ không, em cũng không được đẹp lắm mà em cũng không dám. Vậy dạ hả? Coi như sao cũng được hết trơn, dạ đơn giản vậy đó. Dạ. Rồi như chị cũng được. À, mình đã chuẩn bị những gì để tiến tới hôn nhân chưa? Mình đòi. Dạ, dạ thì đã có rồi, gia đình em đã sẵn sàng nè. Gia đình em sẵn sàng chứ em sẵn sàng chưa? Dạ, dạ em cũng sẵn sàng. À, rồi mình có làm dâu không? Dạ tùy theo bạn gái nữa, ví dụ bạn gái đi đâu em đi đó. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy làm rể được không? Dạ. Ở rể được không? Dạ được, không sao không chị. Được luôn. Dạ. Dễ lắm mà. Trời ơi, em dễ dữ. Dạ. Rồi thôi cặp này gả luôn đi. Còn gì nữa? Được. Em có đi với ai? Dạ dạ em đi với anh họ em đó là anh Thịnh. Chào chị Cát Tường, anh Nguyễn Linh. Rồi chào anh. Em thấy được cái Lộc. Thấy hợp với tính của Lộc. Lộc có tật xấu gì không? Có nhưng mà không có nhiều lắm. Nó ngủ rồi nó hay hát lông bông vậy. Có lăng nhăng không? Dạ không. Rồi, em hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em đi với mẹ ạ. À, có mẹ. Chào cô ạ. Dạ vâng, chào hai MC. Thì nãy giờ thì cũng thấy em trai bên này thấy nhiều cái tính cũng hợp. Nhất là ngủ nướng á, thì Khánh Linh cũng có cái tật ngủ nướng. Khánh Linh thì nó hơi trầm tính. Mà em này thì vui nhộn thì thấy hai tính cách ấy có vẻ hòa đồng với nhau. Tại có một mẹ một con cho nên á, chắc là em trai cũng nên nhường nhịn em chút xíu tại ở nhà cũng hơi chiều em. À vậy cô chứ có muốn bắt rể không cô? Dạ cũng không muốn bắt. Cô em nói chuyện với cô đi em. Dạ dạ, dạ thưa bác. Dạ. Đó hỏi bắt rể gì đó. Nói với bác gì đi. Dạ thưa bác, nếu con mà được tiến tới với em con sẽ lo cho em và thương yêu em hết cả cuộc đời này. Cô cũng mong là như thế. Dạ cũng dạ con hứa mình có chỗ dựa vững chắc đây cho cô yên tâm. Cảm ơn. Có thương bác không? Có lo cho bác không? Dạ chắc chắn là có. Đồng ý rồi, rể không? Dạ dạ đồng ý. Đồng ý luôn, khỏe rồi. Thôi bây giờ kéo màn lên. Chuẩn bị. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Hát luôn. Chào em. Dạ. À, lần đầu tiên em thấy em rất là dễ thương, cũng đẹp. Dạ cảm ơn anh. Em à? Dạ. À anh thích em rồi đó. Ước gì em là vợ anh. Người yêu ơi, anh muốn cùng em thề câu chung thủy. Không ai nói lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường. Ủa giờ dễ thương chưa? Dạ. Quà gì kìa. Trời ơi, hát cái quên quà luôn rồi. Anh có món quà tặng em. Dạ. 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 Dạ anh có. Cặp này chị cân công ty em sản xuất em tặng cho anh Linh. Trời ơi cảm ơn em. Dạ. Anh chắc cân này chắc đứt cân quá. Dạ em tặng chị Tường. Cảm ơn cân em. Dạ. Hai cặp này múp múp ha. Có tận bạn gái cân không? Dạ không, mà cân á không hên lắm anh. À vậy hả? Dạ không hên. Vậy tặng anh là ý em nói anh xui hả? Dạ dạ không anh. Thôi vậy thôi cảm ơn. Em lần đầu tiên thấy anh em thấy thế nào? Dạ em thấy anh cũng dễ thương múp múp. Anh là trong tình yêu anh rất là tình cảm, sống thật tình. Dạ. Anh là không thích là người phụ nữ là như là như lăng nhăng hay là gì. Anh rất là thoải mái, ví dụ quen là em muốn đi đâu anh đi, ví dụ đi với bạn trai cũng được, anh rất là hiền. Dạ. Em đi đâu thì em cũng sẽ báo anh một tiếng. Ừ. Đi coi phim với bạn trai khác. Dạ, được dạ có em đi theo mà. Mình mới nói gì mà mình bấm nút nha. Bậy tìm hiểu đi. Chưa mà quan điểm nói tình yêu hôn nhân gia đình rồi em muốn chị nào cưới rồi con cái tiền bạc gì đó phát triển kinh tế gì hỏi luôn đi. Con cái vụ mốt em muốn sanh mấy đứa? Dạ hai đứa anh. Em thích con trai hay gái? Em thích đều mà chứ em thích con gái hơn. Để anh điệu với em. Anh cũng như vậy. Dạ em thích đi đâu? Em thích đi đâu? Thường thì em thích đi xem phim, xem kịch. Đó cùng sở thích anh cũng thích đi xem kịch, nhất là kịch ma. Dạ nhưng mà em thích kịch ma. Kịch ma sợ. Dạ. Cưới về anh có phụ việc nhà không anh? Có việc nhà anh làm được, em rửa chén lau nhà việc nhà anh làm được. Dạ. Em cứ ngồi.
Dạ. Trời ơi, em cứ ngồi. Anh tính anh thì nó thiệt. Anh nói có, dạ con nói có bác cho con xin hứa. Dạ, bác. Nếu vợ em mà giận em sẽ làm gì? Dạ thì năn nỉ, chở đi chơi, đi dạo, đi sở thú. Đi sở thú làm chi em? Dạ vô ngồi đó mát, tụi em không coi thú mà ngồi đó mát rồi năn nỉ, xong rồi chở đi uống trà sữa. Em hy vọng thì chúng ta nên có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Anh cũng vậy. Dạ. Cho anh một cơ hội nha. Dạ. Bấm nút hả? Nút hoài vậy? Bây giờ nói một câu gì thật là tình cảm. Anh hứa là anh sẽ yêu thương em và lo cho em. Anh xin hứa. Dạ. Cảm động. Cảm động quá. Cảm động quá. Để tay nút bấm đi bạn. Hơi nhoi nhưng rất chân thành. Đây nè, cái nút nè. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyền quyết định là của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Một bạn trai nói như bác ở đây á là rất hài hước và bản lĩnh chững chạc nữa, rất chân thành nữa cô. Chân thành lắm, hai gương mặt này giống nhau quá. À, em gái cảm thấy như thế nào? Dạ nói chung mà em cảm nhận được tại anh đó hay rất là chân thành, rất thật tình, cũng rất hiền lành nữa. Thôi mình hôn nụ hôn đầu tiên để nhớ mãi ngày hôm nay đi hai bạn. Xin phép bác đi. Dạ con xin phép bác hôn em cái. Rất dễ thương. Cặp này tôi chịu quá, tôi chịu quá, chịu quá. Làm sớm nha. Và chúng ta sẽ đi xem phim để hiểu kỹ hơn với hệ thống cùng rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax.